Rồi đây là tính mặc cả. Đấy, mặc cả là gì? Mặc cả là đưa ra yêu cầu điều kiện, đấy, có tính thêm bớt, đấy, thể hiện được quyền thỏa thuận cá nhân khi mà giao nhận và mua bán, không dễ dàng chấp nhận sự áp đặt một chiều. Như vậy tính mặc cả. Cái hiện tượng tính cách này là một trong những tính cách trong nó là tính cách tự nhiên đấy nhá. Nếu như mà chúng ta hãy quan sát là một số cái đặc biệt là với các con nhỏ ấy, hoặc là thậm chí một số người cũng vậy, họ không bao giờ họ chấp nhận một chiều giống như mình đưa ra một cái mệnh lệnh nào đó mà họ kiểu gì họ cũng phải phản lại, họ cũng đưa lại một cái yêu cầu đấy, họ cũng đưa lại một cái yêu cầu. Mình hay dùng cái từ gọi là chưa nói xong thì đã cãi xong. Thực chất ấy, đấy là một cái tính rất tự nhiên. Bởi vì cái tính cách này bản chất của nó là hai chiều. Chính xác là nó là tính cách này nó gọi là tính cách này nó gọi là hai chiều. Nghĩa là có đi thì có lại, không bao giờ chấp nhận là chỉ có một chiều đi thôi. Nghĩa là có đi có lại, dù cái lại, dù cái chuyển sang bên này nó là cái gì không quan trọng, nhưng kiểu gì họ cũng sẽ có phản hồi lại. Nó giống như là ông đại đội trưởng ông ấy nhận báo cáo, nó về là báo cáo và xưa thưa sếp, em đã diệt hết được quân địch rồi. Đấy. Đấy, em đã diệt sạch quân địch rồi. Thế sếp bảo ờ thì diệt xong rồi thì coi như là thì dọn dẹp chiến trường làm sạch nó đi. Đấy. Thì ông ấy sẽ lại hỏi ngược lại một câu, việc ở đâu em diệt xong rồi thì tiếp tới là ông sẽ hỏi ngược lại một câu là làm gì tiếp đó. Nghĩa là cái người trên người ta đã đưa ra mệnh lệnh rồi, chỉ việc thực thi thôi, nhưng mà cái người dưới họ lại tiếp tục họ đưa ra một câu hỏi, họ phản hồi lại là một câu hỏi, ví dụ như vậy. Có nghĩa là luôn luôn đó, họ phải có cái tính gọi là bật lại, có đi thì có lại. Đặc điểm của tính cách này nó chính là như vậy. Đấy. Thế thì cái hiện tượng này thì nó cũng xuất hiện nhiều ở các cái chị em phụ nữ, mà đặc biệt nhất là nếu mà chúng ta ra chợ chúng ta sẽ quan sát cái tính mặc cả này thì rất là rõ. Đấy. Đấy. Cả cả mua hàng siêu thị khuyến mại có đầy đủ khuyến mại chiết khấu mức độ không thể giảm giá được hơn nữa, nhưng mà họ vẫn mặc cả. Đấy. Họ có thể mặc cả thêm là ship hàng miễn phí cho tôi, hoặc là nếu tôi mua 5 cái thì có được giảm giá nữa không, họ vẫn hỏi, đúng không nhỉ? Đấy. Thực chất ý, những cái người này nó nghĩa là nó phải đòi hỏi là cả hai bên cùng tương tác hai chiều thì họ mới chấp nhận, họ mới thỏa mãn. Thì nếu như mà chúng ta hiểu cái tính cách này ấy, thì chúng ta sẽ biết cái cách thỏa mãn cho cái người mà vân tay hai tâm, nó là một đặc tính tự nhiên. Đấy. Thì nếu mà mình bây giờ mình biết sinh trắc vân tay rồi, mình thấy hiện tượng này là bình thường. Đấy. Nhưng mà nếu như không hiểu nó thì chúng ta sẽ hay giống như các mình thấy cái hiện tượng mình gọi là chưa nói xong đã cãi xong. Đó. Chúng ta lưu ý về cái đặc điểm này. Đấy. Tính mặc cả này. Đấy. Bản chất của nó là nhu cầu trao đổi hai chiều. Bản chất của nó là chính là chỗ này. Năm trao đổi hai chiều. Đấy. Có qua có lại. Đấy. Tính tự cân bằng bên trong. Đấy. Thực chất cái trường hợp này nó gọi là tự cân bằng bên trong. Đấy. Những cái người này đặc biệt là sự cả mua bán cũng vậy. Đi mua thì họ thích là mua có đôi có cặp. Họ không thích là một thứ. Đấy. Bản chất của họ là thực chất nó là cái nguyên tắc trong tự nhiên ấy. Nó là tự cân bằng anh nhé. Tính tự cân bằng. Như là có cái nọ thì phải có cái kia. Đấy. Thì họ mới cảm thấy nó yên tâm. Có đôi có cặp. Có con đực rồi có con cá, ví dụ đấy, đặc trưng là tính cái tự cân bằng đấy. Tự cân bằng bên trong, mà khi một người khác đưa đến một yêu cầu thì ta cũng đưa ra một điều kiện, hiện tượng này sẽ như vậy. Có nghĩa là cái hiện tượng này giống như mẹ sai một việc thì con cũng ra một điều kiện một việc đấy, đặc trưng của nó như vậy đấy. Thì nó cũng ra một điều kiện. Cái quy tắc này là có tính tự nhiên, nó là một sự thật tồn, nó là một cái sự thật nó cũng có tính tồn tại trong thực tế. À, nếu mà biết vận dụng phù hợp thì chúng ta dùng dùng để nó thỏa mãn hơn là dán nhác. Nghĩa là chúng ta sẽ có cách để thỏa mãn nó hơn là cái việc của chúng ta phê phán hoặc là dán mác cho nó là tốt xấu hay đúng sai. Nếu mà khắc phục đặc điểm này, ví dụ khi mà đây là trường hợp mình lấy cái việc là mua một cái món hàng ở ngoài siêu thị này, họ đã giảm giá một cách tốt hơn rồi, nhưng mà cái người mua vẫn còn cái tính vẫn có nhu cầu là trả giá thấp hơn. Cái việc trả giá thấp hơn với họ là chuyện bình thường, kệ họ. Nhưng mà nếu như mình nếu mà mình không hiểu cái đặc tính này, mình sẽ bắt đầu mình bắt đầu khó chịu, mình bắt đầu có cái thái độ không tốt với họ. Mình bảo là sao sao anh chị lắm chuyện ấy? Người ta đã giảm hết sạch giá rồi mà còn vẫn còn mặc cả.
Đấy. Nhưng mà thực chất đôi khi chỉ cần giải thích thêm một chút xíu nữa là được. Đấy. Thì đó là cái chúng ta hiểu cái đặc tính này. Biểu hiện của tính mặc cả là chưa chịu chấp nhận với một chọn lựa. Đấy, chúng ta lưu ý. Họ thường muốn là có nhiều chọn lựa. À, chị cũng muốn thêm, chị muốn rẻ hơn nữa đúng không? Cũng được. Đúng nhỉ? Nhưng bây giờ em sẽ cắt phần thưởng của chị. Ok. Nhưng mà cộng trừ lại thì vẫn thế. Sau đó, nhưng mà sau cái việc mà cắt phần thưởng rồi ấy, thì đồng chí đó mới chịu, đúng không nhỉ? Bởi vì là trong cái quà khuyến mại nó có quà khuyến mại, bây giờ chị muốn rẻ hơn nữa đúng không? Thì bây giờ chị đưa phần 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 cái phần quà của chị đây cho em, thì em sẽ giảm cái giá của cái mặt hàng này xuống cho chị đấy. Nhưng mà chỉ qua cái bước phân tích đó thì người ta mới chấp nhận. Cái đặc điểm buồn cười đó, thực ra cái vòng này nó là cái dư và cái trạng thái gọi là vòng luẩn quẩn đấy. Nó bị cái hiện tượng về vòng luẩn quẩn. Tính mặc cả có thể lấy hình ảnh của hai người kéo co, cứ phải kéo đi kéo lại cái hình ảnh này. Có nghĩa là hai bên cần phải có giằng co một tí, chứ còn không chấp nhận là đứng im. Đặc trưng của nó là như vậy, cũng giống như là các bà mẹ đi ra chợ mua thịt để nó cởi cầm miếng thịt này. Đấy, lật sang bên này tí, lật sang bên kia một tí đấy, hỏi tại sao chị có mua hàng của tôi không mà chị lật miếng thịt như thế, mà tôi thích như thế đấy. Thực ra đặc trưng của những cái người này, họ có một đặc điểm là họ họ muốn họ 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 muốn thỏa mãn cái cảm giác này. Đặc điểm của nó là như vậy. Để xử lý tính mặc cả này, chúng ta cho họ nhiều chọn lựa. À, giống như là có hai việc, bây giờ nếu mà nói một việc bảo là anh cho con ăn thì ông không chịu, thì bây giờ có hai việc anh chọn việc nào? Một đó là dọn nhà, à, dọn nhà có hai việc, hoặc là cho con bú anh chọn việc nào. Thực chất hai việc đấy cùng cái chức năng của phụ nữ, thì đương nhiên lúc đấy là anh dồn người kia vào cái việc đấy dọn nhà rồi. Nhưng mà nếu mà nói chỉ có việc dọn nhà không thì ông chồng cũng không chịu. Đấy, bây giờ tôi cho anh hai điều kiện, hoặc là anh dọn nhà hoặc là anh cho con bú. Đấy, thì đàn ông làm gì có ti mà cho con bú, thì đương nhiên là phải dọn nhà rồi. Nhưng mà nếu mà nói chỉ có dọn nhà không, nó không chịu, buồn cười như vậy. Đấy. Nên trong trường hợp này chính là chúng ta để giải quyết những cái người có tính mặc cả này, những đứa con mà có tính mặc cả này đấy, chúng ta cho họ quyền lựa chọn. Đôi khi cái sự lựa chọn đó nó là đương cái đôi khi thực ra nó chẳng có cái sự lựa chọn nào đâu, nhưng họ vẫn vẫn phải có một cái sự so sánh nào đó. Bản chất của tính mặc cả đấy chính là tính so sánh đấy. Đấy. Thì đấy là đặc điểm, cái đặc tính của người này là như vậy. Đấy. Khi mà mình hiểu về tâm lý học ấy, thì mình phải hiểu cái cơ chế của não bộ nó là như thế. Chứ nếu như mà mình không hiểu là mình cứ giống như mình nói cái từ bản chưa bố mẹ chưa nói xong mà con đã cãi rồi, mình sẽ hiểu cái đặc điểm nó là bình thường đấy. Thì đó là đặc điểm của tính mặc cả. Cái tính này thì sẽ tính mặc cả này thì hãy để họ tự lựa chọn, ok đấy, thay vì phải giải thích. Do vậy mà cái sau này cái nhu cầu của cái những cái đối tượng này là cao này, cho nên cái cách người ta là gì, à, chính là cái cách bán hàng của siêu thị đấy. À, họ coi như là bày la liệt ra vào đấy, thích chọn thì chọn, không phải giải thích. Chứ còn nếu như mà một người mà cứ đứng bán một món hàng là cứ phải giải thích hết cái nọ cái kia đấy, chính là cho, hoặc là cái cách mà chúng ta đi ăn buffet ấy, chính là cũng là cái cách này để thỏa mãn, để thỏa mãn những cái người mà có cái đặc điểm đấy. Họ thích ăn buffet nghĩa là họ sẽ tự phục vụ, tự lấy đồ của người ta đấy. Chứ không là nếu mà đi phục vụ những người mà có tính mặc cả thì khổ lắm. Một tí thì cái này, một tí nó là một cái khác, mang nước mắm ra, sau đó tí nữa mang hạt tiêu ra đây, lúc nữa là mang tới quả ớt, mang dầu rau thơm ra đây. Đấy, phục vụ thì khủng khiếp lắm. Cho tốt nhất là tôi cho ông đi ăn buffet, ông đến đấy mà chọn, ông thích ăn cái gì mà ông chọn, đỡ phải coi như là một lúc thì tôi chỉ phục vụ ông cái này, một lúc kia tôi lại phục vụ ông cái kia. Đấy, người ta hiểu cái đặc tính của họ như vậy. Tính mặc cả có hữu dụng cho người kinh doanh, à, phòng mua hàng, à, purchasing nha cả nhà nha, purchasing. Đấy, buôn bán được. Những cái người là chính xác là cái người làm kinh doanh buôn bán chưa, nếu ở phòng mua thì tốt, phòng mua thì tốt. Purchasing cái tố chất này làm ở cái tố chất của người phòng phòng mua đấy, phòng kinh doanh được đấy. Phòng kinh doanh là rất phù hợp với tập tính này. Ok, Đang là học lại sao? đó là tính mặc cả.
Đấy là cái phẩm tính này. Thì cái thực chất ấy, mình đưa ra cái tính cách này ấy, để có sau này mình biết cái cách tương tác giao tiếp với cái nhóm này, cũng là nhóm vân tay hai tâm, thì chúng ta biết cái cách giao tiếp với họ, cho người ta nhiều quyền lựa chọn, cho người ta được quyền hỏi đấy, cho người ta được quyền so sánh, kệ họ đấy. Họ cần có nhu cầu như vậy mà. Tất cả rồi nó cũng đưa về một phương án hết, nhưng mà những cái đặc tính của những cái nhóm người này thì nó lại có cái, nó cần phải thỏa mãn nhiều bên. Cái tính này thì nó rất phù hợp với cả marketing, giống như khi mà chúng ta bán một cái sản phẩm nào đó, chúng ta phải tả cái chỗ này nhá, chỉ 3 năm sau nó sẽ có đường nó chạy qua nhá, công viên ở đây này, bệnh viện ở kia kìa đó, rồi là giá nó sẽ lên, ví dụ như thế. Thì thực chất những cái người, cái đặc điểm của tính cách này thì nó có cái hiện tượng là nó sẽ có tính, nó cũng có tính gọi là thêu dệt đấy, nghĩa là nó hay có tính miêu tả, làm cho cái nó làm phong phú thêm, nó làm phong phú thêm cái bối cảnh. Đặc điểm, nó có cái đặc điểm của tính mặc cả này, nó sẽ có hiện tượng như vậy. Đây là đặc tính của vân tay hai tâm. Thực ra là cái này nó gọi là thỏa thuận hai chiều, trao đổi hai chiều, bản chất của nó như vậy. Cái sâu hơn nữa của nó là tự cân bằng bên trong, ba lần sinh cân bằng, cơ chế của nó như vậy. Vân tay hai tâm. Ok, đấy là tính mặc cả. Hiểu về mặc cả thì không cần phải, bây giờ mình sẽ không cần phải có như ấy nữa. Thì đấy là ba phẩm tính.